Mình chào cả nhà mình lại. Hôm nay đặc biệt không livestream mà làm cái video clips để mà chia sẻ, để mà so sánh với laptop, mobile phone và computer. Cái thứ nhất là nói về âm thanh đi. Nói về âm thanh thì đại đa số các bạn rất là thích xài chơi chơi Facebook livestream thì mình thấy là nhiều người xài cái dạng condensed microphone này. Ok. Condensed microphone này đi chung với một cái interface là cái mixer giống vậy nè. Rồi nhạt nhẽo từ máy móc hay là từ laptop này nọ đi vào cái đường line in này, rồi cái đường line out lại đưa với lại microphone cũng đường line in này luôn giống như cái này nè. Rồi sau đó cái đường main của nó, đường line out của nó lại đi vào cái điện thoại để mà nó ra đường nó ra âm thanh để livestream bằng cái điện thoại được, tại vì livestream bằng cái điện thoại nó có camera. Đúng không? Ok. Nhưng mà cái đa số là những cái chương trình đó nó lại không có qua chương trình được. Nó có nghĩa là mình chỉ có chỉnh nút ở ngoài thôi, chỉnh tiếng vang này nọ ở ngoài, thì tiếng vang với lại tiếng echo á thì nó khác nhau một cái này là tiếng vang auditorium hay là tiếng vang concert hall là ai cũng xài nè, đại đa số là ai cũng xài cái tiếng vang này. Thì bây giờ mình edit nó, mình vô cái source, vô cái wave đi, wave là nhạc không có tiếng vang. Rồi cái microphone đây, microphone có tiếng vang thì vang ít vang nhiều là do mình 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 nhưng mà chỉ có tiếng vang thôi. Có nghĩa là nó chỉ có tiếng vang thôi. Qua cái sound card thì các bạn sẽ thêm được một cái echo. Sorry. Thêm được cái echo vào thì cái đường nhạc mình cũng tắt đi đợi một tí. Cái echo này mình giảm đi luôn. 1, 2, 3, 4. Nói tóm tắt nó ngắn gọn là mình hát bằng cái tai nghe, như bây giờ mình đang nói chuyện với các bạn bằng cái tai nghe, mà mình ca hát bằng cái tai nghe cũng vẫn được. Đúng không? Đúng không? Sorry, I never told you. Bây giờ mình tắt đi tiếng vang, tiếng này, tiếng nọ thì nó là âm thanh nói chuyện. Đây, âm thanh nói chuyện để mình trở lại cái âm thanh của mình. Âm thanh nói chuyện là không có tiếng vang, mà trong vòng nửa giây. Trong vòng nửa giây mình có thể chỉnh âm thanh MC nói chuyện cho nó vang vang một tí. Âm thanh nói chuyện thì không có tiếng vang, âm thanh MC hay là cái echo này mình hay giỡn nè, 1 2. Ví dụ như để tiếp nối chương trình sẽ mời nữ ca sĩ Ngọc Lan. Cái chữ Lan mình click một cái là trong vòng nửa giây thôi là nó đã thay đổi cái âm thanh rồi. Nó đã thay đổi cái âm thanh rồi. Mình đang so sánh cái sound card của cái computer nha, là nó mình chỉnh sửa theo ý muốn, mình lưu được như ý muốn. Còn qua cái điện thoại thì phải chỉnh ở ngoài effect nó ra sao thì phải để yên như vậy, có nghĩa là chỉ một mình hát thôi, chứ ở đây mình có thể lưu được anh A chị B chị C, hay là anh A hát bài B, anh A1 A2 A3 là hát nhạc sến, nhạc vàng, nhạc đỏ này nọ. Mình lựa chọn được, mỗi người có nhiều chất giọng âm thanh, nhiều loại nhạc khác nhau, nhưng mình hát nhạc sến mình để âm thanh kiểu khác. Còn cái mixer ở ngoài, mình nói cái ví dụ bây giờ mình mở lớn lên một tí, 1 2 3 4 các bạn nghe nó khác chưa? Đây là cái microphone condense rất là nhạy. Đúng không? Thì nhiều người thích lắm, rất là nhiều người thích. Bây giờ mình cũng thử âm thanh này cho các bạn nghe. Nếu mà để vang kiểu này để mà nói chuyện. Đây mình tắt đi, khô khan luôn. Âm thanh này thì nếu mà trong phòng kính đó, thì mình đứng xa đứng gần thì cũng có trong phạm vi phòng kính đó thì nó nghe, thì cả nhà mình biết được là âm thanh nó sẽ không bị gió hú, không bị ảnh hưởng tiếng động bên ngoài. Nhưng mà ngược lại, thường là chơi ở nhà, cái không gian này nó có không khí, nó có xe cộ chạy ngang, nó có tiếng kèn hay là tiếng chó sủa ngoài đường nếu mà các bạn ở Việt Nam, thì cái tiếng hút của nó mạnh đến nỗi mà nghe được hết luôn. Thì đó, như sau lưng mình có người điện thoại cũng nghe được luôn. Thì ở đây là mình ví dụ, ở đây mình ví dụ là mình mở bài Gánh Mẹ. Đây mình hát bằng cái condensed microphone này, mình tua qua một tí nha. Gánh mẹ một lần
cả đời mẹ đã tàu tần gánh con. Đó, cái này là mình hát bằng cái condense. Bây giờ mình trở lại với cái tai nghe của mình, cũng là bài hát đó. Mẹ đâu non cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Nó cao kỳ, nhưng mà nó bao được hết tất cả. Nó bao được mic condense để chơi online, tai nghe để làm việc giống như mình đang làm, thu âm, hay là để chia sẻ với các bạn như bây giờ, hay là để mà nói chuyện conference, bàn bạc những chuyện làm ăn, hay là tán dóc với nhau. Còn đã có mixer mà gắn vào để mà nghe được condense thì dĩ nhiên mixer này mình có thể gắn dàn âm thanh, dàn mic ở ngoài để mà các bạn có thể chơi karaoke trong một cái phòng karaoke chung với bạn bè, chung với gia đình. Có nghĩa là từ cái computer mà ra. Còn qua laptop thì hầu như nó chỉ có sound card USB á, là mình xài được thôi, tại vì cái X-Fi Go hay là X-Fi Surround 5.1 là nó có cái concert hall, nhưng mà ít ra nó cũng có nó hát nhẹ nhẹ giống như cái này nè, đó, nó hát nhẹ đi. Trước giờ thì bà con hát khô khan quen rồi, cho nên lúc mà nghe cái gì nó vang nó nhẹ đi đó, người ta cũng thấy hay, cũng so sánh cái đó là echo hay quá, nhưng mà thật sự nó là tiếng vang chứ nó không phải là echo nha. Nó không phải là echo nha, nhắc lại nhiều lần lắm rồi đó. Ok, còn về cái điện thoại thì các bạn cứ nghĩ đi, một cái camera của điện thoại nó không thể nào bằng một cái webcam của Logitech được, tại vì nó không có chuyên môn cái gì hết, nó chỉ chuyên là cái điện thoại thôi. Chụp hình nó rõ cỡ nào rõ nó cũng không đẹp bằng một cái máy chụp hình đàng hoàng, đúng không? Quay phim cỡ nào đẹp nó không bằng một cái máy quay phim đàng hoàng. Livestream webcam nó đẹp cỡ nào đẹp nó cũng không bằng một cái webcam đàng hoàng. Ok, nó chỉ gom lại nó làm tiện nghi cho mình thôi, như laptop cũng vậy, xách đi đâu cũng được, đúng không? Nhưng mà cái computer có thể làm việc ở nhà, có thể cho con cái chơi game được, có thể sinh hoạt coi YouTube coi phim được, có thể sinh hoạt với bạn bè anh em hay gia đình này nọ karaoke được, có thể livestream ngồi hát được với âm thanh hay. Ok, cái phone nó gom lại nhiều, nhưng mà nó không làm được những cái thứ đó. Muốn làm những thứ đó thì giờ cũng được thôi, nhưng mà nó cầu kỳ, nó lại khó khăn hơn. Dù sao nó cũng là cái điện thoại thôi, màn hình nó đâu có bự bằng. Laptop thì có thể so sánh được, nhưng mà điện của SoundCard nó không phải là ăn ở trực tiếp vào motherboard, có nghĩa là nó qua USB hết. Nó cũng không thể nào mà hay bằng được. Mình không nâng cấp lên được, không thêm nhiều RAM được, không thêm nhiều ổ cứng được, không thí dụ như SSD này nọ, muốn thay thời đại nó văn minh hơn, không để dùng cái laptop này mua cái laptop khác, đúng không? Cũng không nên. Computer làm được nha. Computer làm được. Rồi bây giờ tới cái phần âm thanh thì mình đã cho các bạn nghe và nhận xét được từ tai nghe và từ cái condense microphone rồi. Bây giờ tới camera. Mình không có ngại mình chia sẻ, tại vì cái này là cái nghề của mình, cho nên dây nhợ trên bàn lúc nào cũng bê bối hết, đúng không? Đây, dây nhợ trên bàn để mình thử cái này thử cái kia, tôi vít để mình tháo cái này tháo cái kia nha. Rồi ở đây nói chung là nhìn không có được đẹp mắt cho mấy, nhưng mà có nhiều anh em bạn bè trên này chơi online thì cũng ngại cái vụ này, cho nên setup một cái background rất là đẹp, có đèn đuốc, camera để đằng trước hay là điện thoại để đằng trước, sau đó nó chiếu vào mặt như bây giờ mình nói, tại vì hiện tại mình đang xài cái camera đó. Bây giờ mình cho các bạn nhìn màn hình vào cái camera này. Ok, tại vì nó có chương trình để mà đánh lạc hướng những cái đó hết. Chương trình mình xài là chương trình Ucam. Đây, Ucam đó, ở đây. Hơi sáng tí đúng không? Hơi sáng tí, hơi rõ tí, nhưng mà không sao, thôi kệ đi. Ở đây thì mình có thể chọn theo ý muốn của mình, là mình thích xài cái kiểu này, thích xài cái kiểu này, thích xài cái kiểu này, hay là thích ít party này nọ, hay là cho bong bóng bay, thì nó đã đánh lạc hướng cái background của mình rồi.
Ok, các bạn nhìn thấy nha, nó đánh lạc hướng cái background của mình rồi, cho nên đèn đuốc không cần đến nữa. Đèn đuốc không cần, mà thậm chí nó có những cái trò chơi nho nhỏ như xin like nè, đúng không? Hay là những cái mà bông hoa hay bông bóng này nọ là nốt nhạc, thí dụ như cái này á, mình tắt đèn đi mà mình để cái này giờ đêm thì các bạn cũng nhìn thấy đó, nó thay thế cho đèn đuốc rồi. Nó thay thế cho đèn đuốc rồi thì nó không có bị để ý đến những cái mà bê bối ở đằng sau nữa, ít để ý hơn, ít để ý hơn. Còn nếu mà để ý hơn nữa thì các bạn chơi nhiều hơn nữa cho nó màu mè hơn nữa đó, như tim rơi này nọ nè, như mấy cái này lá rơi này nọ động lại đó, các bạn nhìn thấy đúng không? Những cái chương trình này là mình sẵn sàng mình chia sẻ miễn phí đấy. Chia sẻ thoải mái. Các bạn cứ comment, Facebook của mình thì các bạn biết rồi, mình sẽ đưa cái video này lên YouTube, mình chia sẻ cho các bạn để mà những ai mà có muốn tìm hiểu về âm thanh hay là muốn tìm hiểu về cái cách livestream làm sao cho hay đó, thì mình sẵn sàng mình chia sẻ nha. Ngoài ra như bây giờ các bạn nhìn thấy mình xài hai cái webcam đi, mình xài hai cái webcam, một cái này và một cái này, có nghĩa là hai cái. Ok, mình có thể livestream 4 cái, 8 cái, 20 cái luôn, bao quanh cái nhà mình luôn, cái đó làm được luôn. Ok, có bao nhiêu webcam thì livestream được bấy nhiêu. Thì xài cái IP cam viewer này đó để mà chia ra nhiều màn hình, rồi sau đó mình lại capture cái màn hình của mình để mà mình livestream với những cái effect như hiện tại các bạn đang nhìn thấy đó, những cái effect này. Ok, đó, đây là cái mà mình muốn chia sẻ hôm nay để ai mà cần biết về livestream làm sao cho hay, rồi ca hát làm sao, âm thanh nào xài, nên xài mà nên không xài, các bạn cứ thoải mái để mà chia sẻ, còn những để thắc mắc đặt câu hỏi, có nếu mà có thắc mắc gì đó. Còn nếu mà mình có nói cái gì mà các bạn có thêm ý kiến, có thể đóng góp thêm, có thể chia sẻ thêm với mình để mình học hỏi thêm nữa, tại vì thật sự mà nói biết nhiều không có nghĩa là biết tất cả. Ok, học cả đời không bao giờ học hết. Ok, cả đời không bao giờ học hết. Thì cái video này mình làm ra là tại vì có nhiều bạn bè bây giờ cũng chơi Pro Talk quá rồi, đang tò mò, đang thắc mắc tại sao cái âm thanh của mình xài quá là đơn giản, chỉ có tai nghe. Thật sự cái tai nghe mình gắn thẳng vô SoundCard chứ không qua mixer nha. Mixer là chỉ cũng tại vì cái này cho nên mình mới xài cái mixer, nó cần cái Phantom, nó cần cái 48V cho nên bắt buộc phải qua nó thôi, chứ không xài effect gì của nó hết, tất cả đều qua SoundCard hết, tại SoundCard mình chỉnh sửa nhanh hơn, mình đổi âm thanh đổi effect nó nhanh nó lẹ nè, các bạn nhìn thấy đúng không? Nó nhanh nó lẹ, 1 2 1 2 đó. Thì ba cái chương trình này là để livestream như hiện tại bây giờ, cái này mình đang thu âm thu hình để mà mình làm như bình thường, mình cũng livestream bằng nó luôn. Ok, cái này mình cũng có thể livestream bằng nó luôn. Còn cái gì nữa, nếu mà nói về âm thanh này là mình thấy là ổn quá rồi. Còn điện thoại thì tại vì nói thì nó nhỏ gọn, nó gọn nó tiện, nhưng mà lúc mà livestream các bạn phải cần một cái cần điện thoại, kẹp điện thoại lại cho nó chặt nó cứng, hay là để dựng đứng góc nào đó, rồi âm thanh này âm thanh nọ mỗi lần bấm điện thoại phải tìm, rồi dây kết nối với điện thoại thì nói tóm lại cũng không đi đâu được hết, tại vì nếu mà dây kết nối với điện thoại không lẽ điện nó cũng lấy từ điện thoại đúng không, bắt buộc nó lại phải qua một cái mixer, rồi mixer lại phải gắm điện này nọ, thì các bạn cũng đâu có đi đâu chơi được đâu. Laptop làm được. Mình có thể livestream đứng ở ngoài, mượn connection với lại cái điện thoại là 4G hay là ở đâu có wifi, 4G hay là ở đâu có wifi, mình có thể đứng ngoài đường mình livestream được, mình hát được với cái âm thanh hay luôn nha, với cái âm thanh hay luôn. Thì laptop làm được. Nhưng mà mình nói rồi, laptop lại bất tiện nhiều thứ. Nó tiện một thứ nhưng mà nó bất tiện rất là nhiều thứ luôn. Pin mau hết, không nâng cấp được, hát chỉ có reverb, không có delay. Ok, delay, reverb, hai cái khác nhau đó nha. Nhớ. Ok, video này mình chia sẻ đã xong nha. Các anh, các chị, các bạn, ai có thắc mắc, cứ tự nhiên đặt câu hỏi. Cái video này sẽ đưa lên YouTube, mình sẽ bỏ cái link đó. Hy vọng là
Sẽ có nhiều cái video khác thêm về phần mềm, về server, về network. Mình chia sẻ, mình học hỏi lẫn nhau thì nó hay hơn. Ok, mình xin chào cả nhà. Bye nha.